Xin chào anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip ngắn về các loại thức ăn dành cho bò sát cơ bản. Cho anh em nào mà chưa hiểu về bò sát thì có thể hiểu thêm là xem là chúng nó ăn những cái gì, mình nuôi nó có khó không, hay là đồ ăn của chúng nó có khó kiếm không. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em một số cái thực phẩm mà cơ bản dành cho bò sát. Thì thật ra là cái con đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho anh em đấy chính là dế và sâu. Thì có một cái là chính là dế, thì mình hiện tại mình hôm nọ mình lại lỡ mình cho ăn hết dế rồi, hiện tại mình đây mình chỉ còn một con này là mình vứt ở trong cho con bullfrog thì mình nó ăn, nhưng mà nó còn không ăn hết, nó còn sót lại. Mình cứ lấy tạm ra cho anh em xem tạm. Tức là dế nó sẽ là có dòng dế này, nó sẽ có dòng dế thường và dòng dế đen. Dòng dế đen thì nó sạch sẽ hơn nhưng mà khó kiếm hơn. Còn những cái loại dế này ấy, thì anh em có thể kiếm ở các cửa hàng bán chim cảnh. Sâu cũng vậy. Sâu thì cũng anh em có thể kiếm được các cửa hàng bán chim cảnh. Thì cái dế này thì nó rất là phù hợp, tiện cho pet của mình ăn, nó cũng có dinh dưỡng. Nhưng mà có một cái phần là dế này là khi mà họ nuôi ở trại ấy, thì nó sẽ không được sạch lắm. Về anh em nên cho ăn, cho dế trong hộp và cho dế ăn rau 1-2 ngày để nó thải bớt những cái chất không tốt ra, sau đó anh em hãy cho pet ăn. Thì con dế này thông thường anh em cho ăn thì anh em nên bỏ cái càng đây, nó sẽ có một cái càng đây, càng này nó sẽ có những cái gai răng cưa ở chân này, thì anh em nên ngắt nó đi, sau đó hãy cho pet ăn. Thông thường là những con pet nhỏ, size nhỏ thì anh em sẽ cho ăn theo dạng như là anh em cho ăn có thể gắp đầu đi, cho ăn một cái bụng không thôi. Còn đâu thì hoặc là anh em có thể là cắt nhỏ ra cho ăn, cho những con pet nhỏ ăn. Đấy là dế. Thì cái dòng dế đen thì nó sẽ sạch hơn. Thì anh em nếu mà dế và sâu thì hai loại rất là dễ mua. Thì cái đấy là cho những cái con bò sát mà nó ăn côn trùng. Đó. Có những loại bò sát thì nó chỉ ăn rau không thôi. Thì cái rau nó rất là dễ, tí nữa mình sẽ giải thích thêm về rau. Tại sao lại ăn rau? Và những con nào ăn rau thì mình sẽ giới thiệu qua. Còn những con mà ăn dế, ăn sâu, ăn rán, ăn những con côn trùng thì nó là cái loại, một số cái loài mà chuyên ăn những cái dòng đấy rồi. Có thể nó sẽ ăn kèm ăn rau, có một số loài nó ăn kèm rau nữa. Thế nhưng mà đấy là những cái thực phẩm mà có đạm cho những cái con đấy, những con bò sát đấy. Thứ hai sẽ là sâu. Đây là sâu. Sâu này thì cũng như mình nói là anh em có thể mua ở các cái tiệm bán chim. Cái này là họ bán cho chim cảnh ăn rất là nhiều, rất là dễ kiếm thôi. Cái sâu này ăn cũng tương đối là ok. Thế nhưng mà sâu này thì nó không có chất nhiều, nó chỉ gọi là ăn để no là chính thôi. Còn đâu thì thật ra là anh em mà cho ăn được dế thì là tốt nhất, bỏ càng đi cho ăn dế là tốt nhất. Tại vì dế nó ổn hơn. Cho ăn sâu này thì có một cái vấn đề là anh em hay gặp phải, đó chính là cái đầu con sâu này khi mà bị cắn chết rồi ấy, cái đầu con sâu nó vẫn tiếp tục nó cắn. Cho nhiều con pet của mình ăn vào bên trong bụng ấy, nó sẽ bị cắn trong cái ruột của mình và nó rách dần, nó bị tổn thương dần trong cái ruột, thì nó sẽ dẫn đến là sau này sẽ con pet của mình sẽ chết một cách đột tử. Đấy là vấn đề của sâu. Nhưng mà mình nói như vậy thôi, mà mình thật ra mình vẫn hay nuôi cho ăn sâu đó, tại vì thật ra sâu nó rất là tiện, nó rất là dễ mua và nó rẻ nữa. Đó. Và tiếp theo đó chính là con sâu rồng. Sâu này thì cũng là mua ở quán bán chim, họ bán cho những cái con cá to họ ăn. Sâu rồng này to dành cho những con bò sát ăn côn trùng size to để chúng nó ăn. Chứ cái size nhỏ kia thì đúng là không biết bao nhiêu cho đủ anh em ạ. Mua con này thì ăn nó sẽ ổn hơn. Còn nếu an toàn nhất anh em có thể kẹp nát đầu ra, kẹp dập đầu ra, dập đầu con sâu ra để cho nó không được cắn nữa, cắn vào trong ruột nó không cắn nữa thì nó sẽ tốt hơn cho pet của mình. Còn không thì anh em cứ cho ăn bình thường cũng được. Tại vì thật ra con bò sát ấy, cái lực cắn của nó cũng rất là tốt. Thì thường nó sẽ cắn dập đầu ra. Thế nhưng mà thiếu may mắn,
anh em nào thiếu may mắn thì nó sẽ nuốt cái đầu vào, xong cái đầu nó vẫn tiếp tục nó nhấm cái ruột ấy. Đó thì rất là nguy hiểm. Tiếp theo là một loại thực phẩm, là một loại côn trùng khác mà nó cao cấp hơn, nó sạch hơn, và cái dòng này thì nó không phải là của mình. Theo mình biết thì hình như là cũng là hàng kiểu như là ở nước ngoài hay sao, thì mình cũng không rõ lắm. Đó chính là Red Runner. Nó là một dòng rắn. Dòng này thì nó không bay như rắn nhà và nó rất là sạch. Dòng này mình nuôi nó đẻ rất là nhanh, kích thước của nó không quá lớn. Đây là một con đây là một con cái, một con cái trưởng thành. Đó, kích thước nó chỉ to bấy nhiêu thôi anh em nhìn. Dòng này thì nó rất là sạch. Nó rất là có rất là chứa dinh dưỡng và rất là tốt. Nó là một cái dòng mà anh em nên nuôi để cho bò sát này ăn. Nếu mà anh em có nuôi bò sát lâu dài thì anh em nên nuôi cái này để có thể nó sinh sản ra, và nó sẽ sinh sản ra và nó cung cấp cái nguồn lương thực rất là tốt cho pet của mình. Và có một cái là khi con Red Runner này được thả ra nó chạy rất là nhanh, thì anh em có thể kẹp đút cho pet ăn hoặc là có thể thả ra cho pet rượt, pet đuổi theo pet ăn, thì giúp con pet của mình nó sẽ rất là nhanh nhẹn và nó linh hoạt hơn là cái việc là mình cứ đút ăn tận mõm như thế thì nó sẽ không tốt. Thì pet ấy, nó nuôi nó cũng như người thôi, nó cần phải được tập thể dục, cần được vận động thì nó sẽ tốt, nó không bị béo phì. Đây mình sẽ thả con này ra cho anh em xem. Đó, em sẽ thấy là nó chạy rất nhanh anh. Đó thì cái dòng này thì nó gần như là nó không bay, chỉ có con đực nó có cánh này thì nó bay một xíu thôi, còn đâu đa phần nó không bay. Cho nên là nuôi mình có thể đuổi trong, để trong những hộp nhựa như này, nó không bao giờ nó ra được, nó không bao giờ nó chui ra được. Đây là con đực. Đó, con đực nó sẽ như thế này. Đó, còn đây là con một con sai tầm nhỡ. Còn bọn này thì khi mà đẻ nó sẽ đẻ trứng, trứng nó sẽ rơi ra và nó sẽ nở ra rất là nhiều con. Đây mình có thể cho anh em xem, đây là một cái trứng của nó. Đây, trứng của nó sẽ như thế này. Và mình sẽ để một thời gian khoảng tầm xem nào, vài tuần nó sẽ bắt đầu nó nở ra những con bé niti này. Nhưng mà bọn này nó rất là khỏe và nó sinh sản rất là nhanh. Thì đây là cái nguồn thực phẩm mà theo mình đánh giá là tốt nhất, phù hợp nhất để cho anh em có thể phục vụ cho pet của ăn. Nó dễ nuôi, nó khỏe, pet rất là khỏe và rất dễ nuôi. Anh em có thể nuôi bằng cách là cho cám gà, cho cám heo, hoặc là cho những cái loại thực phẩm mà khô, hoặc là cũng có thể cho rau vào. Nhưng mà sợ rau ấy thì mình nghĩ là cho rau củ quả cũng được thôi. Thế nhưng mà khi mà anh em nó ăn không hết ấy, nó sẽ chảy ra và nó sẽ rất là bẩn. Cho nên là để sạch nhất thì anh em sẽ cho ăn những cái đồ khô thôi, bánh mì, bánh ấy các thứ, rồi cơm các thứ, cơm nguội các thứ có thể cho vào nó ăn được hết. Thì anh em chỉ cần kiểm soát cái lượng ăn để tránh nó bị tồn dư thức ăn trong cái chuồng nuôi rán, thì nó sẽ sạch sẽ hơn. Và cái này nó rất là tốt, nhiều dinh dưỡng cho pet, sạch sẽ nữa. Mình nuôi thì bao giờ cái nó cũng sạch sẽ, chứ nó không giống như rắn nhà đâu nhé anh em nhé. Rắn nhà anh em không cho lên ăn, không nên cho pet ăn, tại vì rắn nhà nó rất là bẩn, rất là bẩn luôn. Tiếp theo là một dòng cao cấp hơn, được đánh giá là gần như là tốt nhất về dinh dưỡng cho bò sát, và anh em nuôi cho ăn cái dòng này rất là nhiều. Đó chính là rán Dubia. Thật ra giá thành của rán Dubia cũng rất là cao, mấy trăm nghìn một nạ nghe anh em. Thì hiện tại ở đây mình cũng lấy ra là một bé đực. Đây bé có cánh này là một bé đực. Đó, bé đực. Dòng này thì nó cũng không bay nhá anh em nhá, nó chỉ đi bộ thôi. Đây là con cái. Đó, dòng này thì nó chạy, nó di chuyển chậm hơn rắn rất ăn. Cho nên là nhiều anh em là cũng thích cho ăn dòng này và nó rất sạch, nói chung là rất sạch, khô ráo, rất sạch luôn. Đó, bọn này thì nó sẽ đẻ con, tức là khi nó đẻ ra thì cái con cái nó sẽ giữ con trong bụng, sau đó nó sẽ xả con ra. Đó, một con đây, ở đây mình có thấy một con, đây là một con mới nở baby, đây là một con Red Run Dubia baby. Đó, anh em nhìn thấy nó rất là bé. Những cái loại này thì anh em có thể dành cho ăn những cái con bò sát mới sinh, mới nở, rất là tốt. Cái loài này là cái loài dòng này được đánh giá là sạch sẽ này,
và nhiều dinh dưỡng nhất trong tất cả các loại thức ăn gọi dành cho dạng côn trùng, ở dạng côn trùng dành cho bò sát. Còn ở nước ngoài thì mình thấy họ nuôi một số cái dòng dạng sâu với cả sâu lá rồi nhộng các thứ để cho biết ăn nữa, nhưng mà hiện tại là những cái loài đấy ở Việt Nam thì thường là không có. Thì có một cái loại mà hôm trước mình cũng đã bắt và cho ăn thử, đó chính là cái loại sâu ăn lá. Sâu ăn lá thì cái dòng đấy, nó con đấy nó rất là đẹp. Đây mình tí mình sẽ đính kèm nó ở trên góc trên này cho anh em xem con sâu ăn lá đấy. Nó mình theo mình nghĩ là nó ăn lá chứ là nó cũng rất là sạch sẽ và rất là tốt. Thì cái dòng đấy mình có thể để phục vụ cho thỉnh thoảng mình tẩm bổ, mình kiếm được mình tẩm bổ cho pet của mình cũng rất là ok. Mình nghĩ là rất là ok. Đấy là những loại thực phẩm cơ bản để dành cho bò sát và dạng côn trùng. Ngoài ra thì có một số dòng sẽ ăn rau. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một số dòng ăn ăn thuần côn trùng trước. Ví dụ như là LG, Neobacteco, thần làm da báo này, là nó sẽ ăn gần như là ăn thuần, chỉ ăn côn trùng thôi. Hoặc là bullfrog size nhỏ cũng có thể ăn sâu rán này. Rồi là Savan Monitor, kỳ đà cũng có ăn rán, bé là cũng ăn rán này. Hoặc là Tegu size bé cũng ăn rán. Còn đâu thì rồng Úc đó, cũng ăn rán, ăn dế. Rồng Úc thì size bé ăn con bé và size to ăn size con to. Nhưng ngoài ra rồng rồng Úc đó, cũng ăn rán, ăn dế. Rồng Úc thì size bé ăn con bé và size to ăn size con to. Nhưng ngoài ra rồng Úc thì còn ăn thêm rau, một số các loại rau, rau củ quả. Và theo mình thì những rau gì con người ăn được là nó ăn được. Rau củ quả mình thái nhỏ cho nó ăn đó. Đây là mình chia sẻ những cái trải nghiệm của cá nhân mình thôi nhá, và những cái thực phẩm mình có thôi, chứ còn đâu mình không ngoài ra mình không biết những cái thực phẩm khác. Ngoài ra là có một số những thực phẩm đóng gói được các anh em trong giới nuôi bò sát, anh em sản xuất ra để phục vụ tăng chất cho các pet. Đó chính là ví dụ như VIP này, hay Recap này, hay là nói chung là một số cái dòng là họ sẽ chế biến bằng sâu dế sấy khô hoặc là bằng rau sấy khô kết hợp với một số các loại canxi dinh dưỡng. Còn đâu dòng thuần ăn rau, đó chính là dòng một số dòng ví dụ như Ihu này. Ihu là cái dòng thuần ăn rau, nó chỉ ăn rau không thôi. Hoặc là một số cái dòng như đáp thế, như đặt gọi là đáp sao, có là có một số cái dòng nó sẽ thuần ăn chỉ ăn chay thôi, ăn rau thôi. Thì hiện tại mình cũng có luôn, và nó cái dòng đấy mình cũng ăn tất cả các loại rau, tất cả các loại rau củ quả. Thỉnh thoảng thì mình có cho thêm một ít VIP hoặc là G-Cap vào để cho nó ăn kèm tăng dinh dưỡng. Ngoài ra thì bò sát thì nó sẽ có một cái đó là bổ sung cái chất canxi. Thì cái chất canxi nó sẽ ở cái dạng bột và sẽ có bán ở những cái shop bò sát. Cái canxi sẽ bổ sung giúp cho con pet của mình nó khỏe về xương, và nó có thể chuyển đổi chất canxi, chuyển đổi để thích tốt cho xương, tốt cho cơ thể nó vận động mà nó khỏe mạnh hơn, không bị thiếu chất. Đó là một số các loại thức ăn. Có một số các loại thức ăn về động vật ăn thịt nữa, đó chính là savan hay tegu thì hoặc là rắn hoặc là chăn hoặc là bullfrog thì chúng nó sẽ ăn thêm một số các loại nữa như là chuột sống hoặc chuột đông lạnh, hoặc là chim cút con, hoặc là gà con, hoặc là gà to, tùy vào cái size của con pet của mình. Dòng thằn lằn với cả dòng cự đà, dòng kỳ đà là những dòng ăn thịt. Nó sẽ ăn như ở nhà hiện tại mình nuôi dòng savan, con savan và con tegu thì chúng nó sẽ ăn cá sống này, hoặc là cá lạnh, xong rồi cá đông lạnh xong mình sẽ giã đông ra mình cho nó ăn này. Hoặc là chuột thì mình rất là sợ chuột cho nên là mình thường là mình bỏ qua món chuột và bỏ qua cút gà luôn, tại vì mình không thích ăn cho nó ăn những con sống lắm. Mình thường cho ăn cá là nhiều, và mình mua thịt gà, thịt lợn, thịt bò về mình sắp ra thành những cái miếng bé như thế này và mình cho chúng nó ăn thay vào từng bữa. Dòng tegu thì có thể nó sẽ ăn kèm theo cả hoa rau củ quả nữa, dòng tegu nó sẽ ăn tạp đó. Thì nói chung là thức ăn cho bọn này nó rất là đa dạng, nhưng nó phải là đồ tươi sống,
côn trùng sống hoặc là côn hoặc là cá sống, cá ướp, cá cá đông lạnh thì cũng là sống nhưng ở dạng sống, có nghĩa là nó không sống mà nó sống luôn. Nó không sống nhưng mà nó sống kiểu thế. Còn rau cũng phải rau sống này, rau tươi này, hoa quả tươi đó, nó sẽ ăn như thế chứ nó sẽ không ăn đồ chín anh em nhé. Không ăn đồ chín. Có dòng tegu thì có thể nó ăn tạp, nó sẽ ăn đồ chín, ăn những linh tinh nhiều anh em, mà cho ăn kem, ăn cơm, ăn linh tinh cả, nhưng mà theo mình nó không tốt anh em nhé. Nó rất là mập đó. Đấy là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về những cái thực phẩm hiện tại mình đang sử dụng để cho cái số pet nhà mình. Thì tại vì ở nhà hiện tại mình đang rất là đa dạng các loại pet, mình có thằn lằn da báo này, LG này, cái đấy là gọi viết tắt là LG, Neopark Gecko. Mình có rồng Úc này, mình có đây, mình cũng quay luôn cho anh em đây, viết LG, LG đây. Đó. Rồi là mình có cả Zenday Gecko, tắc kè ngày của Madagascar, rồi là rồng Úc, rồi là Igu, rồi là Savan, Bullfrog. Mình có rất là nhiều dòng. Đây là dòng Úc này. Đó. Còn đây là một cái thùng rán của mình nuôi này. Anh em cứ bỏ rán đây thôi và để một cái thùng này thôi, nó không bay đi đâu được anh em, nó không chạy đi đâu được, nó chỉ trong cái thùng này thôi. Đó. Thì hôm trước mình có nỡ bỏ mấy cái vỏ cam, vỏ chanh vào đấy, bây giờ nó hơi một chút cái con ruồi giấm. Thì chỉ một hai hôm nữa nó hết thôi. Và mình cũng tí mình sẽ dọn đi, nó khá là bẩn, không tốt. Cho nên là mình rút kinh nghiệm rồi là không nên cho các loại thực phẩm tươi vào cho rán ăn. Ví dụ như rau thì nó khô nhanh, nó quắt vào thì nó sẽ không bị ruồi nhặn thì nó ok. Thế nhưng mà những cái hoa quả, xoài, táo các thứ hạn chế anh em, không nên cho vào, mà cứ cám và rán thế thôi nhanh. Còn để cho tốt nhất cho pet thì có thể là gọt bí ra cho ăn bí, hoặc là cho ăn rau các thứ thì nó sẽ tốt cho chất cho con đấy, cho con rán. Khi con bò sát mình ăn nó cũng sẽ tốt. Tại vì nhiều anh em bảo là ăn cá nó sẽ bị nóng, nóng thì cũng không tốt. Đó, đấy là toàn bộ những chia sẻ của mình. Thế thôi, còn đâu thì mình sẽ có những clip khác về những chia sẻ khác nữa. Thì hẹn gặp lại anh em ở những clip sau. Bye bye nhá.